Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VXY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 11 tháng 6. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại làm một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và chia sẻ với những anh chị nhà đầu tư mình về những diễn biến của thị trường ở cho một kịch bản của tuần tiếp theo sau những biến động của thị trường tài chính thế giới vào buổi tối qua, cũng như với các tín hiệu vận động của các dòng cổ phiếu thì đâu là những cơ hội đầu tư hay là những yếu tố rủi ro, thì em sẽ đưa đến chị mình những góc nhìn tốt nhất để cho mình cầm nắm cổ phiếu thì mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể mình sẽ ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Hiện tại trong lúc mà em đang trình bày những cái buổi video thì có thể là sức khỏe của mình đang không được tốt về giọng nói, tại vì em đang hơi bị đau họng và nghẹt mũi. Thì anh chị mình xem video, nếu như mà có một số âm thanh nào đó mà mình cảm thấy không hài lòng thì mình có thể bỏ qua giúp em. Thì đầu tiên trong một buổi video cuối tuần thì nó cũng sẽ là một cái bộ video mà mình phân tích nó chuyên sâu hơn, một cái bộ video mà mình sẽ bóc tách với anh chị mình nhiều hơn về những cái chiến lược đầu tư từ thị trường chung cũng như các dòng cổ phiếu. Ở tuần trước chúng ta cũng đã nói với nhau rất nhiều về những câu chuyện vận động của thị trường, đặc biệt là chúng ta phân loại với nhau về bốn nhóm cổ phiếu. Đấy, tiếp tục trong tuần này thì chúng ta cũng sẽ xoay quanh bốn nhóm cổ phiếu như thế này để mình đi chọn lọc với những cơ hội đầu tư cho một giai đoạn tiếp theo. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một tuần vận động vừa qua chúng ta đã từng trải qua. Thì anh chị mình cũng có thể thấy một tuần vận động vừa qua là một tuần vận động rất phân hóa của thị trường, yếu tố phân hóa là cực kỳ mạnh, đặc biệt là với trạng thái xanh vỏ đỏ lồng. Có những phiên thị trường tăng điểm nhưng tài sản anh chị mình không tăng, ngược lại có những phiên thị trường giảm điểm nhưng tài sản anh chị mình lại tăng. Mỗi dòng mỗi ngành đều có những cái vận động khác nhau. Những dòng cổ phiếu nào đã tăng rồi, những cổ phiếu đã có những cái yếu tố câu chuyện về dòng tiền lưu chuyển ngắn hạn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu kênh trên, những nhóm cổ phiếu dầu khí, nhóm cổ phiếu bán lẻ, nhóm cổ phiếu thủy sản, nhóm cổ phiếu như RI, nhóm cổ phiếu HAH, những con cổ phiếu đã neo một vùng giá trên cao và tăng trong ngắn hạn khoảng 40 đến 60%, thì bản chất dư địa trong ngắn hạn nó sẽ không lớn, mà ngược lại cái lượng cung trôi nổi và cái lượng cung chờ chốt lại lại lớn hơn rất nhiều. Và đôi khi nếu như mà những anh chị nhà đầu tư mình không phân tích được hành vi tài chính, không phân tích được để nhận định được yếu tố dòng tiền của tổ chức họ đang luân chuyển như thế nào thì mình sẽ rất dễ bị cuốn vào những cái trạng thái lỗ kép khi mình bán chuyển đổi những cổ phiếu trên dưới mà bản thân anh chị mình cảm thấy nó yếu, như là một số cổ phiếu như dòng ngân hàng đi anh chị mình thấy những phiên nó giảm điểm, những phiên nó điều chỉnh, mình chán nản, mình lo ngại, mình bán ra cổ phiếu OTP quanh vùng giá 20 để mình qua mình mua đuổi một số cổ phiếu mà neo lại cổ phiếu kênh trên xu hướng lên vùng giá trên cao như là VHC, thì bản chất anh chị mình là thấy gì, T3 về là tài khoản anh chị mình lại lỗ khoảng đâu đấy khoảng 13 12% với cổ phiếu giá trên cao. Ngược lại cổ phiếu kênh dưới anh chị mình chán nản mình bán ra thì nó lại là cổ phiếu nó mang về được lợi nhuận cho anh chị mình trong khoảng thời gian ngắn hạn. Tuần rồi, trên tuần vừa rồi là một tuần anh chị mình đã thấy là cái sự biến đổi, sự chuyển biến của dòng tiền là tương đối khốc liệt. Đấy, nếu như mình không có cho mình một chiến lược đầu tư thì mình dễ rơi vào một trạng thái lỗ kép. Cho nên nói với em, mình sẽ tùy thời điểm mình sẽ đưa ra những cái chiến lược nó khác nhau. Có những thời điểm có thể là anh chị mình thấy khoảng tháng trước chúng ta đầu tư rất nhiều, chúng ta hướng với nhau nhiều hơn về những cổ phiếu kênh trên, về những cổ phiếu tạo đáy trước thị trường là những cổ phiếu dầu khí, những cổ phiếu FPT, những cổ phiếu MWG, những cổ phiếu dòng bán lẻ. Nhưng với thời điểm từng rồi mình đã có những cái chiến lược mình xoay tua trở lại, quay về trở lại, nếu như xuất hiện cơ hội đầu tư thì mình sẽ ưu tiên mình chọn với những cổ phiếu cân bằng đáy, những cổ phiếu kênh dưới thì nó phù hợp hơn khá nhiều đối với tất cả anh chị mình, đặc biệt là nó an toàn hơn trong cái giai đoạn mà anh chị mình muốn tìm cơ hội đầu tư, thay vì mình lại đi mua đuổi vào những cổ phiếu đã giá trên cao. Đấy, và đặc biệt không có cổ phiếu nào yếu cả chị, chỉ có những cổ phiếu mà anh chị mua sai sai thời điểm, mặc dù mình biết đó vẫn là những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu như BR đi, bản chất đây vẫn là những cổ phiếu mạnh nhất cho một chu kỳ tiếp theo, nhưng anh chị mua sai điểm, mình mua vùng giá 32 32.5 thì bản chất mặc dù đúng cổ phiếu mạnh ấy nhưng mà mình sai thời điểm thì mình vẫn lỗ như thường. Anh chị mình lưu ý nha, đã cho nên phải chọn đúng người và phải chọn đúng thời điểm, tùy thời điểm mình sẽ có những cái chiến lược khác nhau. Đấy, trên lúc nào cũng thế, quan trọng cổ phiếu đạt điểm mua thì mình tham gia, không đạt điểm mua thì mình sẽ chờ những cái cơ hội mới. Trên với những cái chiến lược khách hàng bên em trong một cái tuần vừa rồi đi, trong một ngày 8 tháng 6
vào kết phiên thì em đã đề cập đến anh chị mình về tín hiệu luân chuyển dòng tiền. Ví dụ hôm đấy là thị trường bắt đầu có sự dịch chuyển dòng tiền ngắn hạn từ nhóm cổ phiếu giá cao như dòng dầu khí, dòng bán lẻ, đấy, dòng cổ phiếu có yếu tố nước rút để chảy dòng tiền về lại với những cái nhóm cổ phiếu nào anh chị, chảy dòng tiền về lại với những nhóm cổ phiếu mà cân bằng đấy, em đánh giá sẽ khá là khả quan, sẽ khá là tích cực cho một cái sự kỳ vọng trong ngắn hạn của dòng cổ phiếu ngân hàng nè, dòng chứng khoán nè, đấy, em đánh giá vận động tích cực của thị trường chung. Cho anh chị mình lưu ý á, cho những nhà đầu tư nào mình đứng núi này mình trông núi nọ, mình bán nhóm cổ phiếu cân bằng đấy nè, mình mua đuổi nhóm cổ phiếu gặp lại vùng kháng cự giá trên cao á, thì mình sẽ rất dễ gặp yếu tố lỗ kép trong xu hướng về ngắn hạn đó. Thì đó là những gì mình đề cập đó, chị mình rất kỹ với những chiến lược đầu tư ở những buổi video ở trong tuần trước. Còn quay trở lại với cái sự chú ý cũng như là một cái câu hỏi mà buổi sáng ngày hôm nay em được đặt rất nhiều và mình sẽ giải bày với chị nhà đầu tư mình, chính là yếu tố cái phần số 1 trong phần tổng quan về VN Index, chính là Dow Jones giảm 800 điểm, VN Index của chúng ta sẽ ra sao, thì mình sẽ cùng nhau bóc tách trong một cái buổi video ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh chị mình cũng có thể thấy cái gì, cái biến động của thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là Dow Jones vào buổi tối qua áp lực giảm nó tới khoảng hơn 800 điểm chị ha, chính xác nhất là giảm khoảng 880 điểm với chỉ số của Dow Jones. Thì lý do vì sao mà Dow Jones lại giảm như thế ấy, thì lý do là khi mà bắt đầu anh chị mình thấy bắt đầu công bố thông tin về lạm phát của Mỹ, chỉ số CPI tăng cao nhất trong vòng 4 thập kỷ đổ lại đây, hiện tại đang lên đâu đấy khoảng năm này là khoảng 8,6% so với cùng kỳ năm trước đấy. Và cái yếu tố chi phí gia tăng như thế này, chỉ số CPI gia tăng á, thì phần lớn nó có yếu tố đóng góp từ sự gia tăng của chi phí năng lượng đang tăng rất mạnh, chứ là những chi phí về dầu, chi phí về điện, chi phí về khí đó. Mình thấy là châu Âu cũng tăng rất là mạnh, cho nên mình thấy giá dầu thế giới hiện tại mặc dù ngày hôm qua nó giảm nhưng bản chất nó vẫn đang neo ở một cái biên độ giá là khá cao. Và cái chi phí năng lượng này nó tăng mạnh, tăng đâu đấy khoảng theo thống kê là khoảng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái đấy. Và cái hệ lụy nó đến từ cái yếu tố đứt gãy cái chuỗi cung ứng khi mà Nga bị cấm vận, dẫn đến sản lượng dầu trên thế giới bị hạn chế đấy, cũng như cái nhu cầu hồi phục của một nền kinh tế sau đại dịch là rất lớn do cái yếu tố đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đứt gãy cái yếu tố cân bằng giữa cung cầu, và vô hình chung nó tác động khá là lớn đến cái yếu tố lạm phát đang hiện hữu ở trên toàn cầu và đặc biệt là với những đất nước như là Mỹ hoặc là châu Âu, đúng không? Đấy, cùng quay trở lại với Việt Nam chúng ta thì sao? À, và điều gì là điều mà chị mình cần lo lắng? Thì bản chất đối với cá nhân mình đi, thì em đánh giá cái bối cảnh kinh tế của Việt Nam mình nó khác biệt so với cái bối cảnh kinh tế hiện tại của Mỹ. Tại vì cái bản chất anh chị mình cũng xem qua thì mình cũng biết cái chỉ số CPI và chỉ số lạm phát của Việt Nam nó vẫn trong tầm soát, nó vẫn trong cái tầm soát của chính phủ. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Còn mặt khác, những cái đất nước như là Mỹ, họ đã bắt đầu cái chu kỳ hồi phục của nền kinh tế từ những giai đoạn của quý 3 của năm 2021. Còn Việt Nam của mình bắt đầu mở cửa trở lại từ giai đoạn đầu năm nay. Anh chị mình lưu ý ha. Đấy. Trên cái bối cảnh nó khác nhau, cái bức tranh nó sẽ khác nhau khá là nhiều. Và bản chất Mỹ nó đã tung ra rất là nhiều những cái gói kích thích kinh tế từ cái thời của chính phủ Biden, từ cái thời của chính phủ Donald Trump đến thời hiện hành. Đấy, cho mình lưu ý. Còn Việt Nam của mình thì bắt đầu với những gói kích thích kinh tế đến lúc này, đặc biệt xoay quanh cái câu chuyện về diễn ngân đầu tư công anh chị, mà nó vẫn còn chưa được xét duyệt nhiều hoặc là nó còn chưa chảy nhiều cái dòng vốn, mọi người lưu ý. Và gần đây thì có rất nhiều thông tin bắt đầu siết lại những gói tín dụng với các doanh nghiệp về bất động sản, hay là bắt đầu hạn chế hơn về cái việc phát hành trái phiếu. Đấy, thì bắt đầu cái bản chất em thấy là nó sẽ khác biệt hơn so với các cái nước mà mình đang thấy là cái sự tác động rất lớn bởi cái câu chuyện xoay quanh về lạm phát. Đó, còn Việt Nam mình vẫn đang trong chu kỳ hồi phục của nền kinh tế. Cái câu chuyện mở cửa của cái nền kinh tế thì cơ hội vẫn luôn hiện hữu, chỉ cơ hội vẫn luôn xuất hiện. Đặc biệt là anh chị mình thấy với những cái quý vừa rồi đi, quý 2 hoặc là quý 1 thì cái yếu tố về xuất siêu như xuất khẩu có sự tăng trưởng là rất mạnh, những nhóm thủy sản, những nhóm dịch may, hay là mình thấy chúng ta vẫn xoay quanh với nhau về một cái câu chuyện mở cửa của một cái nền kinh tế. Thì với câu chuyện hồi phục mà mở cửa của nền kinh tế, em đã làm cho chị mình một cái phần về biểu đồ, một cái biểu đồ ở đây thì mình sẽ có một thước đo, từ đó mình mới chọn lọc cơ hội đầu tư. Thì cái biểu đồ này em làm từ giai đoạn của cuối tháng tư chị ấy, thì cách đây khoảng hơn một tháng rồi. Thì hiện tại cái chiến lược đầu tư của em và hệ thống khách hàng VIP bên mình đi, thì mình cũng sẽ xoay quanh cái câu chuyện này thôi, câu chuyện hồi phục của nền kinh tế ấy. Đó là lý do vì sao trong giai đoạn vừa rồi mình chọn lọc với anh chị mình về cơ hội đầu tư của dòng dầu khí, à mình ưu tiên với anh chị mình về dòng dầu khí, hoặc là mình ưu tiên với anh chị mình về dòng xuất khẩu có cổ phiếu như TNG ấy. Anh chị chọn lọc một mã thôi, mình không đánh dòng dịch may, mình chỉ đánh TNG. Hoặc là mình ưu tiên với anh chị mình về những cơ hội của dòng bán lẻ ấy, hoặc là cuối cùng vẫn là cái dòng cổ phiếu mà nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tín dụng, chứ là vòng quay tín dụng tăng trưởng, thì nó vẫn cốt lõi xoay quanh cái câu chuyện của dòng ngân hàng ấy. Khi mà một số cái yếu tố trong khoảng thời gian tiếp theo
thì bắt đầu sẽ nới room tín dụng trở lại để đáp ứng cái nhu cầu vốn mà nền kinh tế hồi phục họ đang cần, cũng như là câu chuyện hoạt động của chạy nhà máy và chạy sản xuất. Mọi người lưu ý nha, à, trên đó em cơ hội nó vẫn luôn hiện hữu thôi đó. Thì đó là những gì mà phải đánh giá nếu như mình nhìn ở một góc độ về vĩ mô và em chia sẻ nó với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Nhưng đối với em, mặc dù vĩ mô tốt, mặc dù anh chị mình thấy trong tuần vừa rồi giá dầu khí nó vẫn cao, dòng dầu khí đã rõ ràng, nhóm cổ phiếu thủy sản đã tăng, nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng đã tăng, anh chị mới nhìn nhận những câu chuyện này đã muộn, thì bản chất nó sẽ không còn cơ hội gì. Mình nhìn nhận là gì? Mình nhìn nhận cơ hội khi đám đông còn chưa nhìn thấy, khi mọi thứ đang ảm đạm, thì đó mới là một cơ hội lớn. Còn khi lên cao, rung khách hàng bên em đi, mình đang có những khoản lãi 20 15% với dòng dầu khí, mình đang có những khoản lãi với các dòng cổ phiếu khác, thì bản chất anh chị mình tham gia, mình mua đuổi vào những cái yếu tố vùng trên cao đó, thì là cực kỳ rủi ro cho bản chất anh chị mình. Và mình phải xem lại cái hệ thống đầu tư của mình đang sai ở điểm nào, đang thiếu ở một điểm nào, để mình bù đắp, mình thay đổi, mình bổ trợ để mình chuẩn bị cho một cái chu kỳ tiếp theo. Tại vì đó với em, thị trường này nó vẫn là một yếu tố cơ hội nhiều hơn là việc mà mình quá rủi ro. Quan trọng nhất vẫn là điểm mua và cách đi vốn của chị ha. Đấy, thì đó là những gì mà em hy vọng là mình sẽ bóc tách được cho những chị nhà đầu tư mình về một câu nói là gì: Dow Jones giảm 800 điểm, thị trường sẽ ra sao? Và đặc biệt anh chị mình lưu ý, với bản chất quay trở lại với yếu tố về phân tích về cung cầu và xu hướng đúng với bản chất của VSA ấy, thì mình ra cái gì? Đây là một xu hướng tăng chứ. Đấy sao cao không đấy trước? Thì bản chất VN ấy, chúng ta đã phát triển một xu hướng tăng trở lại rồi. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì khi thị trường đã phát triển một xu hướng tăng thì mình thấy gì? Xu hướng là vậy. Xu hướng nếu như mà chị thấy trong ngắn hạn, mặc dù Dow Jones có giảm hoặc là có chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang đi đến những cái quá trình khốc liệt hơn, thì đâu đó nó sẽ phản ánh đến tâm lý của nhà đầu tư trong xu hướng về ngắn hạn. Đấy, thì bản chất có thể phản ánh chị mình trong một phiên hoặc trong phiên chiều ngày hôm qua xuất hiện lượng cung chốt lại, hoặc là thậm chí với đầu phiên sáng trở trong phiên hai tuần sau. Nhưng bản chất thì dùng trong một xu hướng tăng thì anh chị mình yên tâm hơn là khá nhiều, tại vì trong một xu hướng tăng là một xu hướng mà dòng tiền của tổ chức đã đổ tiền vào đẩy giá cổ phiếu, những dòng cổ phiếu cuốn hút dòng tiền rất lớn, nào là dòng dầu khí, nào là dòng bán lẻ, thì đó là bản chất là dòng tiền của tổ chức vẫn đang còn nằm bên trong cổ phiếu. Đôi khi sự biến động có thể xuất hiện trong ngắn hạn, nó sẽ xuất hiện cái lượng cung chốt lại, mọi người lưu ý nha, nhưng sẽ không làm thay đổi đi xu hướng. Cho nên vì sao trong xu hướng tăng thì nó an toàn hơn khá là nhiều dành cho tất cả anh chị mình. Em sẽ lấy lại cho anh chị một số cái ví dụ nè, mà ví dụ này em thường xuyên lấy luôn ấy. Đấy, ví dụ nhìn thấy nè, đây là một xu hướng tăng của thị trường nè. Anh chị mình thấy một cái ngày 2 tháng 10 là một ngày xuất hiện một cái phiên sự kiện biến động khá lớn. Em sẽ bấm cho chị mình xem ha. Ngày 2 tháng 10 nè. Đấy. Là một ngày mà ông Donald Trump bị nhiễm Covid cái gì đấy. Thì khi đó là vào buổi chiều của phiên ngày 2 tháng 10, tâm lý hoảng loạn của thị trường và nhà đầu tư cực kỳ lớn. Rất nhiều cổ phiếu nó nằm ở vùng giá sàn. Và nhưng mà về cuối phiên thì nó cải cái yếu tố rút chân trở lại và tiếp tục cho một xu hướng tăng. Và chị biết lý do vì sao không? Không phải là thị trường mình mạnh, cũng không phải là đây là tin giả, mà do là gì? Do là xu hướng. Thị trường trước đó là một xu hướng tăng thì nó sẽ thường là gì? Miễn nhiễm với những thông tin xấu, hoặc là đôi khi nó sẽ tác động trong ngắn hạn đến tâm lý của nhà đầu tư. Thì bản chất tổ chức cái gì, họ đổ tiền vào họ đánh á, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ không lường trước được với những yếu tố thông tin bất ngờ như thế này. Mọi người lưu ý á, ai thì đó là những gì mình phải cần nhìn nhận. Tại vì anh chị phải có cho mình một cái hệ thống đầu tư thì bất kể thông tin nào xuất hiện mình cũng phải đi đánh giá được, chứ không phải là hôm nay chị mình đầu tư mình thấy tin này nó xấu rồi ngày mai tin khác nó xấu. Thị trường chứng khoán luôn luôn tiềm ẩn những thông tin, luôn luôn tiềm ẩn những sự kiện bất ngờ, thì mình phải có cái chiến lược, một cái phương pháp để mà mình đi đánh giá và mình nhận định nó, chứ không phải cứ hại xấu là bán mà tốt là mua, không phải đâu anh chị phải lưu ý một chút anh chị ha. Còn những gì đã xấu nhất của một cái bối cảnh của VN Index thì người ta đánh giá đây là cái bối cảnh xấu nhất của chị, nào là những thông tin bất bớt của những chủ tịch, nào là bất bớt những cái lãnh đạo ban ngành của sở chứng khoán, của các cái bộ ngành khác, hay nào là với những cái yếu tố về siết lại cái dòng huy động vốn của trái phiếu, rất nhiều những câu chuyện khá là xấu mà anh chị mình đã từng trải qua, và đó là những yếu tố đã được phản ánh rồi. Và thị trường chứng khoán nó là cái sự phản ánh trong tương lai của một nền kinh tế, nên chị mình lưu ý nha. Hãy cho anh, khi mà anh chị mình đều thấy nó xấu thì bản chất nó đã qua rồi chị, đã qua rồi, chứ mình phải nhìn nhiều hơn về những câu chuyện gì, câu chuyện trong tương lai ấy. Hay là anh chị mình đã thấy bây giờ mình lên những trang báo đài đi, mình đọc nào là giá dầu thế giới nó leo cao, nào là những doanh nghiệp được hưởng lợi, thì bản chất giá nó nằm tuốt trên đỉnh đó chị. Đó, cho nên lúc nào cũng thế, mình phải chọn lọc cho mình cái chiến lược đầu tư nó tốt. Những dòng cổ phiếu lúc này nó chưa tăng nhưng bản chất không phải là nó yếu, mình phải dựa nhiều hơn vào tính chu kỳ. Thì em sẽ cùng với anh chị mình đi bóc tách và phân tích hơn ở trong các buổi video ngày hôm nay. Đấy.
Cho nên mình thấy với một cái phiên mà biến động của thị trường ngày hôm qua gì, thì với một cái phiên biến động ngày hôm qua ấy, thì mình sẽ cần lưu ý một số cái vấn đề như thế nào. Đấy, thì với cá nhân em, một cái phiên biến động trong ngày hôm qua thì bản chất mình sẽ thấy áp lực bán khá là lớn với những nhóm cổ phiếu mà trong ngắn hạn đã tăng được khoảng từ 40 đến 60%, thì bản chất trong ngắn hạn nó gặp áp lực chốt lại là việc hết sức bình thường. Mình luôn lưu ý với một số cổ phiếu dòng dầu khí đi, BR nè, gặp lượng cung chốt lại trở lại, đây là phiên áp lực chốt lại lớn nè. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu ANV nè, thì bản chất những con này nó neo lại vùng giá trên cao, thì mình sẽ cùng nhau phân tích lại với những cổ phiếu này ở trong một buổi video ngày hôm nay. Đấy, liệu đây có phải là một phiên quá rủi ro hay không, thì mình sẽ cùng nhau mình đi bóc tách. Và đây là phiên lượng cung chốt lại khá lớn với những cổ phiếu như ANV, thì bản chất anh chị mình tham gia từ vùng dưới đi lên á, đâu có ai lỗ đâu anh chị. Anh chị nào FOMO mua đuổi cổ phiếu kênh trên nè, mình nghe những cái báo đài nè, mình nghe những cái kênh YouTube nè, họ nói là này là cổ phiếu kênh trên nó mạnh, bản chất anh chị mình không hiểu được cái bản chất nó mạnh, nhưng mà nó phải đúng thời điểm mình mua, mà mình lao vào mình mua thì bản chất mình thua lỗ là việc bình thường. Anh chị mình lưu ý á, đấy thì mình phải đánh giá cho nó kỹ những cổ phiếu đã hồi phục từ bao nhiêu chị, khoảng 40 đến 50% từ vùng giá đấy đi lên, thì bản chất nó sẽ không còn cơ hội cho anh chị mua đuổi. Đấy, thì cái việc nó quay qua áp lực chốt lại là rất bình thường, đó là bản chất của một cái phiên vận động ngày hôm qua. Cái bản chất anh chị thấy là gì, cái nhịp này em đánh giá vẫn là những cái nhịp của thị trường chung ấy, vẫn là một cái nhịp điều chỉnh mà nó sẽ mang cái yếu tố gì, yếu tố chốt lại ngắn hạn là nhiều hơn, chứ thật sự nó không phải là cái phiên xuất hiện áp lực phân phối hay là áp lực bán tháo gì cả. Mọi người lưu ý ha, này nó sẽ khác hoàn toàn với một cái bối cảnh trước đó của thị trường chung. Và thị trường lúc này những quá trình mà điều chỉnh đến gì thì đa phần nó từ những nhóm cổ phiếu tăng mạnh thì nó sẽ chỉnh mạnh, những nhóm cổ phiếu là đang cân bằng đấy thì cái áp lực nó sẽ không quá lớn, tại vì nó sẽ không có một lượng cung tiềm năng quá nhiều và không có sự đu bám của nhà đầu tư quá nhiều. Những cổ phiếu dòng dầu khí thì bản chất sự đu bám của chị mình lớn, nó tăng quá nhiều ai cũng thấy rõ ràng, mà mình mua vô quá nhiều thì sự đu bám lớn thì bản chất nó phải rủ thì để trước khi nó chuẩn bị cho một pha tăng mới. Mọi người lưu ý á, còn một số cổ phiếu như dòng ngân hàng đi, nhưng mà B đến chị thì vùng này là cái vùng nó không có sự đu bám lớn, bản chất tổ chức họ đã kiểm tra kỳ cung và điểm pivot dòng tiền vào. Cho nên vì sao mình thấy với ngày hôm qua ấy, thị trường giảm nhiều cổ phiếu giảm sàn, nhưng mà với cổ phiếu dòng ngân hàng là một trong số ít các dòng vẫn được neo giữ giá tốt, thì đó là bản chất mà mình phải đánh giá rất kỹ. Người lưu ý á, cho nên trong tuần rồi anh chị nào tham gia với cổ phiếu như MB đấy thì đâu đó tâm lý của mình nó vẫn ổn, nó ổn hơn khá là nhiều so với việc mà nhà đầu tư mình mua đuổi. Và những cổ phiếu như VHC này thì cái áp lực bán ra là khá lớn và cái biên độ trượt giá là rất nhiều, đúng không? Đấy, cho nên chị mình cũng lưu ý. Cho nên với một số cái diễn biến mà cái áp lực bán cũng như là cái sự tác động tâm lý tiêu cực từ thị trường Dow Jones buổi tối ngày hôm qua thì Hường sẽ mở phiên ngày thứ hai á, anh chị mình lưu ý điều gì, anh chị mình lưu ý gì, mở phiên thứ hai sự tác động liên đới sẽ có, trên thường sẽ tạo một cái hiệu ứng cho thị trường mở gấp đau. Mọi người lưu ý anh, nếu như mà thị trường hôm thứ hai mở gấp đau thì đó là một tín hiệu tích cực, anh chị mình không nên xử lý khi mà thị trường mở gấp đau trong đầu phiên sáng mưa ngày này, tại vì thường mở gấp đau sẽ tạo một cái hiệu ứng ép bán đối với nhà đầu tư nào mình đang có lại, hoặc là với những nhà đầu tư nào mình đang cầm cổ phiếu mình có kẹp lại đi, và mình sẽ rất dễ vào một trạng thái gì? lo sợ thị trường nó giảm, nó rơi 350 điểm như một cái đoạn trước đó, thì sẽ rất dễ tạo cho anh chị mình một cái nỗ lực bán. Mọi người lưu ý á, còn bản chất một cái điểm bán á với một số cổ phiếu chốt lại á thì phiên ngày hôm qua là cái điểm anh chị mình chốt lại được, nó tốt lại phù hợp, còn đã qua cái phiên ngày hôm qua ai chưa bán á thì bản chất đầu phiên ngày mình không nên xử lý nữa, mà mình phải chờ đợi. Nếu như mình thấy được cái điều mà anh chị mình cần lưu ý á là trong cái tín hiệu mà thị trường mở gấp đao ở đầu phiên sáng thứ hai á, nếu như mà thị trường giảm lại với khối lượng thấp thì đó là tín hiệu an toàn và sẽ rất dễ nó rút chân trở lại về cổ phiếu, anh chị mình lưu ý á, đặc biệt về yếu tố về khối lượng. Đấy, nếu như mà áp lực nó bán thấp, volume nó thấp, sự biến động nó hẹp, không có yếu tố giao dịch nhiều thì đó là sự an toàn để cho thị trường rút chân về lại cổ phiếu. Đấy, mọi người lưu ý đó như là những gì mà anh chị mình cần chú ý, cũng như trong một quá trình vừa rồi, bản chất cả một quá trình thị trường vận động, quá trình nó đi ngang nó đều vận động với khối lượng thấp, thì anh chị sẽ thấy là gì, mình sẽ thấy là gì, cái biên độ mà thị trường điều chỉnh trở lại em đánh giá không phải gọi là quá lớn đâu chị. Mình lưu ý cho anh, khi mà mình đánh giá là thị trường không phải điều chỉnh quá lớn, hoặc là đây là những quá trình điều chỉnh cho lượng cung chốt lại á, thì nó sẽ không phải quá rủi ro. Mà thường mình sẽ nói với em á, mình sẽ đi nhìn nhận với những cái chiến lược đầu tư, mình sẽ đi nhìn nhận một cái cơ hội đầu tư nó sẽ nhiều hơn anh chị ha. Đấy, cho nên chị mình cứ tập trung vào cái danh mục của mình, sẽ có những mã cổ phiếu ngày hôm qua mình có những yếu tố mình bán ra, mình chốt lại ra, nhưng vẫn có những mã cổ phiếu mà mình vẫn tiếp tục mình yên tâm mình cầm nắm trở lại. Cho nên chị mình tập trung nhiều hơn vào cái danh mục của mình đang cầm nắm những cổ phiếu nào, đấy, điểm mua của mình là bao nhiêu, tại vì điểm mua nó sẽ quyết định đến một cái điểm bán. Và tại vì anh chị mình thấy trong một quá trình trước đó ấy, anh chị nào mình không bán cổ phiếu á, mình bị dính vào một trạng thái mình kẹp hàng là rất nặng nề, cho nên thường trong những quá trình mà rung á, là thị trường như thế này, thị trường mà rung lắc á,
điều chỉnh á, thì rất dễ tạo cho anh chị một cái tâm lý mình chấp nhận cắt lỗ. Mình lưu ý đấy, thì thường là cái quá trình này nó giá đang tập cho nhà đầu tư mình cắt lỗ đấy, cho anh chị phải chú ý nhiều hơn ha, để cho mình tránh cái trạng thái mình quá hoảng loạn, mà mình phải ngồi lại bình tĩnh đánh giá nhiều hơn về cái yếu tố về cung cầu, về cái yếu tố về thanh khoản, về cái vận động của thị trường ở trong đầu phiên sáng hôm thứ hai đấy. Cho nên đối với em là sau cái nhịp thị trường điều chỉnh á, thường sau một cái nhịp điều chỉnh thì nó sẽ là một cái cơ hội điểm mua mới. Chứ mình lưu ý ví dụ anh chị thấy nè, đây là cái vận động thị trường sideways quay đi ngang nè, sau một cái pha chỉnh nè, thị trường tạo được sự cân bằng thì nó sẽ bước vào một pha tăng mới. Chứ mình lưu ý á, nhưng mà quá trình hiện tại nó sẽ không có những cái biên độ chỉnh nó quá rác như là một cái phiên của ngày 20 tháng 8 đâu, tại vì đây là cái đoạn thị trường nó kéo lên liên tục nè, nó kéo liên tục và sự FOMO vẫn là rất cao, thì quá trình chỉnh nó mới rác. Còn hiện tại đâu đó mình thấy quá trình thị trường nó cũng tương tự đoạn này thôi, thì nó chỉ là một cái phiên chỉnh ngắn rút chân trở lại cân bằng và trước khi gì bước vào một pha tăng mới đó. Đấy, cho nên em đánh giá đây là giai đoạn mà mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho những cái chu kỳ hoặc là những quá trình điều chỉnh, sẽ là cơ hội để mình tìm kiếm, mình đánh giá những cổ phiếu mạnh để mình chọn lọc những cái điểm mở mua mới cho một cái nhịp sóng ăn cá tiếp theo. Và em đánh giá đây là nhịp gì, đầu cá đó chị, thị trường rung lắc điều chỉnh lại sẽ tạo một cái xu hướng cho thị trường một cái đoạn khăn cá, thì đoạn khăn cá này nó sẽ target sẽ lớn hơn, sau đó sẽ về những vùng giá trên cao. Mọi người lưu ý à, và giai đoạn khăn cá cũng là những cái cơ hội đầu tư nó sẽ tiềm năng khá là nhiều, và em đánh giá cái tốc độ sinh lãi nó sẽ tốt hơn đấy. Trên luôn luôn là những sự chuẩn bị với những kịch bản. Kịch bản ở đây mình đưa ra là để mình tầm soát anh chị, là mình đấy, nếu mà như mà nó đúng thì mình sẽ làm gì, mà nếu như mà nó sai thì mình sẽ làm gì đấy. Còn đối với trên cái thị trường chứng khoán này á, anh chị mình cũng sẽ thấy á, đôi khi đối với em mình là những góc nhìn về cơ hội, nhưng đối với những nhà đầu tư khác thì đó là những góc nhìn về rủi ro. Cơ hội hay là rủi ro nó sẽ tùy vào cái góc nhìn của mọi người cũng như là cái hệ thống đầu tư của mọi người đấy. Cho nên thị trường chứng khoán là một thị trường của đa quan điểm đấy. Thì đối với em, mình đánh giá thị trường nó tích cực thì mình sẽ dựa vào những tiêu chí gì, thì mình sẽ có những cái luận điểm để mình đi chứng minh đấy, chứ mình không đi nói bừa. Anh chị mình lưu ý đấy, trên những cái quá trình mà thị trường nó điều chỉnh thì em sẽ ưu tiên đến với tất cả anh chị mình nhiều hơn thì về cái chiến lược của cổ phiếu, thì chuẩn bị gì cho một cái chiến lược cổ phiếu, và đặc biệt khi mà thị trường điều chỉnh mình sẽ ưu tiên nhóm cổ phiếu nào, thì mình sẽ giới thiệu đến chị mình trong buổi video ngày hôm nay. Thì khi mà thị trường điều chỉnh thì mình sẽ ưu tiên những nhóm cổ phiếu cho một cái giai đoạn khăn cá, nó sẽ tập trung nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu số 2 và nhóm cổ phiếu số 3. Thì để biết được nhóm cổ phiếu số 2 và nhóm cổ phiếu số 3 là những nhóm cổ phiếu nào, thì anh chị mình có thể mình về mình xem lại cái buổi video cuối tuần trước, cái buổi video của tuần 6 tháng 6 anh chị. Đây là buổi video mình nói với nhau nhiều hơn về cái cách phân loại cổ phiếu để cho anh chị mình chọn lọc đấy. Mình lưu ý ha, cũng như là mình sẽ hướng dẫn thêm với anh chị mình tại room hệ thống khách hàng bên em ở công ty chứng khoán VPS. Trên đó là lý do vì sao mà trong 2 ngày vừa qua em đánh giá với những anh chị nào mà mình đang cầm tiền thì mình cũng không nên mua nữa chị. Tại ví dụ như cái buổi sáng của ngày 9 tháng 6 đấy anh chị, morning cả nhà, ngày 9 tháng 6 ngày thứ năm á, chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. Thị trường tạo phiên chinh phục mốc 1.300 điểm nhưng không có điểm break bùng nổ tổng thể, nhưng nó vẫn là điểm sáng với tín hiệu luân chuyển dòng tiền ngắn hạn từ nhóm cổ phiếu mạnh sang nhóm cổ phiếu cân bằng đáy. Mọi người lưu ý á, đấy. Thì với nhóm cổ phiếu cân bằng đáy á, nó tạo cho thị trường một cái nhịp tăng giá bền vững hơn đấy. Và đặc biệt là gì, mình đánh giá với những nhà đầu tư mình á, về cái chiến lược á, anh chị mình chờ em một tí để em bấm cửa. À ok, tại vì hôm nay là ở bên trường học người ta có sửa chữa, chị thông cảm giúp em ha. Ví dụ mình cũng đánh giá lại với cái chiến lược từ cái ngày hôm thứ năm á, là bắt đầu mình sẽ thay đổi cái chiến lược, là chiến lược của mình hiện tại nó đang đi đúng quỹ đạo, và ngắn hạn em sẽ block lại cái danh mục của mình, sẽ không có chiến lược là mình giải ngân mới nữa. Cho nên với những anh chị mình á, là mình cầm cổ phiếu mình tham gia trong một giai đoạn trước là mình sẽ chờ tăng để mình chốt lại khi cổ phiếu đạt cái target trong ngắn hạn. Mọi người lưu ý, hoặc là với một cái buổi sáng ngày hôm qua đó chị, ví dụ với một cái buổi sáng ngày hôm qua đi, thì xin chào cả nhà nè, chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. Thì hiện tại chiến lược ở room mình sẽ thay đổi từ trạng thái là mình mua lúc thị trường ảm đạm, khi mà vùng giá 1.200, 1.200 XX từ những con sóng đầu tiên của dòng dẫn dắt như là dòng dầu khí, dòng bán lẻ, đến những cổ phiếu cân bằng đáy như là dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng thép, thì mình sẽ chờ đợi cho những vùng target. Bản thân em mình kỳ vọng là 1.330 nhưng mà nó không đạt gì đấy. Nhưng bắt đầu mình sẽ thay đổi chiến lược, là đa phần ở room mình cũng đã đủ những lượng hàng, và chiến lược của mình là tiếp tục gì, mình sẽ thay đổi là mình chờ cầm
và mình tăng và mình đặt target mình sẽ chốt lại, chứ mình sẽ không ưu tiên cái chiến lược mua mới nữa. Mọi người lưu ý ha. Đấy, thì đó là những gì mà mình sẽ tùy cơ ứng biến thị trường nhiều hơn. Cho nên thị trường xoay tua dòng tiền ngắn hạn á, để neo giữ khá là tốt thì mình yên tâm mình cầm nắm cổ phiếu. Còn ai mà đang cầm những cái lượng tiền á, thì mình cũng hạn chế đua giá đuổi giá với những cổ phiếu kênh trên hoặc là với những cổ phiếu kênh dưới, tại vì nó cũng đã qua hết những cái điểm mua rồi chị. Đấy, thì trong bộ video cũng đã cập nhật để mọi người rất kỹ anh chị ha. Cho nên đó, trong giai đoạn tuần sau khi mà thị trường rung lắc biến động điều chỉnh trở lại, đó là một cơ hội rất tốt để cho những chị nào mình chưa tham gia được, mình sẽ tìm một số cái điểm giải ngân. Thì mình sẽ tùy vận động trong phiên của các dòng các ngành, mình xem tốc độ đợi giá cũng như khi thị trường điều chỉnh nó mới mở ra cơ hội anh chị, mình mới thấy được hành vi của tổ chức họ có đợi giá cổ phiếu hay không, thì mới tìm những cái cơ hội để mình hướng dẫn cho anh chị mình tại room hệ thống phát hành VIP của em ở công ty chứng khoán VBS. Đấy, cũng như trong một khoảng thời gian tiếp theo á, em sẽ có những cái chính sách mà mình sẽ hỗ trợ dành cho những chị nào mà mình thuộc hệ thống khách hàng bên em, thì đây gọi là khóa học đặc biệt mình sẽ đào tạo cho khách hàng, đây là khóa miễn phí luôn. Thì anh chị mình thấy cái khoảng thời gian mà mình tham gia ấy, sẽ là ngày 21 tháng 6, mình sẽ có hai buổi, 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 6. Mình sẽ định vị một cái tư duy đầu tư chứng khoán cũng như mình đánh giá cho anh chị mình cách để mình nhận biết được hành vi dòng tiền của tổ chức. Tại vì sao giai đoạn vừa rồi khi thị trường từ những phiên bùng nổ heo đà, từ vùng đáy đi lên, mình đánh với nhau dòng dầu khí. Nhưng càng về sau giai đoạn phía trên, mình sẽ chọn lọc với nhau về những dòng cổ phiếu kênh dưới. Mình sẽ không đánh những cổ phiếu kênh trên nữa. Đó là cái cách mà mình phải đi chọn lọc được. Nhưng trong một cái giai đoạn khăn cá tiếp theo, mình sẽ ưu tiên với anh chị mình về lại hai nhóm cổ phiếu. Đó chính là nhóm cổ phiếu tích lũy số 2, nhóm cổ phiếu gì? Nhóm số 3. Đây là hai nhóm cổ phiếu mình sẽ ưu tiên đến chị mình. Và tại sao mình lại không ưu tiên nhóm 1 và mình không ưu tiên nhóm 4? Đó, thì đó là những cái chiến lược mà mình phải đi đánh giá, và mình phải luôn luôn có chiến lược rõ ràng để cho anh chị nào trong room khách hàng với mình, khi mà mình hiểu được hành vi tổ chức, hành vi dòng tiền, em chỉ cần đưa ra chị mình một cái chiến lược là mình sẽ có những cái tố là mình sẽ áp dụng được ngay, mình hiểu được ngay vì sao mình mua, vì sao mình bán. Thì liệu trình nó này sẽ là hai buổi. Mình sẽ học với nhau vào một buổi tối khoảng 20 giờ tại một cái group kín của chứng khoán. Đấy, anh chị mình lưu ý điều kiện tham gia là chỉ cần anh chị mình có tài khoản mình thuộc hệ thống khách hàng VSY Stock. Đấy, thì anh chị nào mình muốn tham gia hoặc là mình chưa có tài khoản thì mình có thể liên hệ với bạn trợ lý bên em, thì đây chính là bạn Hải Anh. Mọi người lưu ý nha. Còn tiếp theo mình sẽ quay trở lại với các vận động của các dòng các ngành cổ phiếu, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá. Thì mình sẽ đi bóc tách, đầu tiên là với nhóm số 1, nhóm cổ phiếu chạy nước rút siêu lợi nhuận trong giai đoạn vừa rồi nhưng tiềm năng không còn lớn, đúng không? Thì đầu tiên đó chính là một số cổ phiếu của dòng thủy sản, một số cổ phiếu nha NV anh chị. Đấy, với bản chất một số cổ phiếu nha NV mình nhắc đây là một cái nhịp cổ phiếu chỉ nó rút tương đối mạnh. Trong ngắn hạn quá trình cổ phiếu tăng khoảng từ 50 đến 60% từ vùng đáy đi lên. Đấy, thì bản chất khi mà một cổ phiếu anh chị mình thấy nó là nhóm một có tăng rất ngậm, câu chuyện hưởng lợi rất rõ ràng, ai cũng thấy chu kỳ xuất khẩu nó rất tốt. Nhưng mà bắt đầu mình thấy là cổ phiếu kinh trên áp lực bán tháo ngày hôm qua là rất lớn, và cái phiên áp lực bán cực kỳ lớn với những cổ phiếu nha NV. Và bản chất em đã chia sẻ với nhà đầu tư mình, những anh chị nắm cổ phiếu này thì mình có hàng mình trong trạng thái luôn luôn gì, chờ đợi bán. Những phiên sắc ao này chị, sắc ao này hôm nay tiếp tục là mình thấy cái phiên ngày hôm qua là phiên áp lực bán lớn của cổ phiếu, thì liên tục xuất hiện những phiên sắc ao biên độ lớn, khối lượng lớn, thì thường nó là một trong những yếu tố cực kỳ rủi ro. Mọi người lưu ý đấy, cho những anh chị nào mà mình FOMO đi, mình chuyển đổi cổ phiếu từ cổ phiếu kênh dưới qua cổ phiếu kênh trên, mình tham gia vào cổ phiếu này mình rất dễ dính vào một cái trạng thái lỗ kép đó. Và bản chất nó neo lại như thế này thì chị mình cũng lưu ý một số vấn đề nó cực kỳ rủi ro. Ví dụ mình thấy nè, thường trong quá trình hiện tại ngày hôm qua một số cổ phiếu mà kênh trên sau một cái phiên mà áp lực bán tháo đôi khi sẽ không lên lại được và nó sẽ vào một cái chu kỳ mới, một cái chu kỳ giảm. Nhưng đối với em, mặc dù ngày hôm qua là phiên áp lực bán lớn của cổ phiếu như ANV đi, nhưng ở một góc độ nào đó thì mình đánh giá một số cổ phiếu như ANV gì nó vẫn còn, nó vẫn còn một nhịp nữa, nó vẫn còn một nhịp nước rút nữa. Cho nên với những cổ phiếu này thì bắt buộc anh chị mình phải chờ đợi, mình chờ đợi nếu như mình muốn giải ngân mới thì đâu đó sẽ có những quá trình nó test lại. Nếu như mà nó test lại được cái vùng đỉnh cũ anh chị nha, có thể là nó rủ đi cái sự chốt lại của nhà đầu tư đi, nó ép chị mình bán là chốt lại bớt đi. Mình thấy đây có thể là gọi là vùng phân phối của tổ chức, nhưng mà nó nhanh vẫn chưa phân phối hết những cái lượng hàng đâu, nó sẽ không chết ngay đâu anh chị. Đấy, mà thường nó sẽ tạo cái biên độ gì nó rủ lại, nó tạo cái biên độ rủ ngắn là gì, rủ ngắn và nó căng bằng cho là nhịp sâu á, thì em đánh giá những con này đâu đó sẽ còn một nhịp nước rút nữa, còn một nhịp nước rút nữa. Em thấy nó giống với cổ phiếu như DSG ấy. Chị thấy nè, với một số cổ phiếu như DSG nè, đây là một cái nhịp chỉnh rút của cổ phiếu trong biên độ ngắn hạn từ bao nhiêu chị cũng phải tăng được 50%, nhưng mà chị thấy tương đồng nó tạo biên độ gì, neo lại vùng giá cao nè, với khối lượng dao động lớn nè và xuất hiện những biên độ điều chỉnh lớn, giảm điểm lớn nè, thì bản chất đây là những phiên tổ chức vào bán, nhưng mà bọn Delphi nó vẫn chưa hết những cái lượng hàng và nó tạo độ căng bằng trở lại nè, trước khi nó còn một nhịp cuối. Đấy, mọi người lưu ý á, nhịp cuối này cũng sẽ tùy vào thị trường. Đoạn này thị trường nó xấu, cho nên là con đít giờ nó chạy nhịp cuối cũng không phải lớn, nhưng một số cổ phiếu nha NV cũng sẽ tùy vào thị trường trong nhịp tiếp theo. Cho anh chị mình cũng lưu ý ha. Còn bản chất anh chị nào mua đuổi vùng giá trên cao á, sai là phải tuân thủ điểm bán 4% là cắt một nửa, 8% thì nên cắt hết. Đó là cái chiến lược mà anh chị mình lưu ý với anh chị nào mua đuổi
những vùng giá trên cao. Ngồi lưu ý nha, còn đôi khi những cổ phiếu này nó không tái tích lũy lại, nó gãy luôn thì sao chị? Đó, còn đây chỉ là kịch bản tích cực em đưa ra cho chị mình để mình nhìn nhận cơ hội, chứ mình không nói với chị mình quá nhiều về yếu tố rủi ro. Một số cổ phiếu như VHC cũng tương tự anh chị, thì những con này ngày hôm qua mình thấy là một cái phiên áp lực bán lớn, một phiên uptrend của cổ phiếu biên độ lớn, khối lượng lớn này, hai phiên là anh chị là cực rủi ro. Trên thường mà nhịp sau nếu như mà để mình tham gia ấy, thì mình sẽ không chọn con VHC, mình sẽ ưu tiên với chị mình về con ANV hơn. Chị mình lưu ý á, con VHC này nó sẽ yếu hơn, em giá con này volume nó lớn lắm nè chị, khối lượng nó cũng yếu nè, volume nó cũng lớn nè đấy. Thì đôi khi con này nó sẽ làm gì, nó sẽ có nhịp gì nó cân bằng trở lại, sau đó cũng chờ những con ANV nó chạy hết chu kỳ nó chết theo. Ngồi lưu ý á đấy, cho mình đánh giá với chị mình cho nó kỹ về các vận động như thế này. Còn bản chất mình sẽ không bao giờ mình hướng dẫn chị mua đổi hay là mình bắt đáy trong cái phiên tuần sau. Khi nào cổ phiếu cân bằng test cung kiệt cung lại thì em sẽ hướng dẫn chị mình sau. Chị mình lưu ý á, còn là một số cổ phiếu như gì đến gì thì dùng phép cổ phiếu như gì, cái vùng target 100 đã đạt vùng target mà em chia sẻ với nhà đầu tư đúng không đấy. Còn bản chất hôm qua là một phiên áp lực bán lớn biên độ lớn của những cổ phiếu như gì, mà chị mình lưu ý ví dụ ngày hôm qua là một phiên uptrend của những cổ phiếu như gì biên độ lớn, khối lượng lớn, mà có một đặc điểm rất hay em chia sẻ với chị nhà đầu tư mình nè. Với những nhà đầu tư nào mình mua ngay cái phiên cao nhất của cổ phiếu đi, ngày mai hàng T3 mình về, nhưng em chắc chắn anh chị mình sẽ không bao giờ mình lỗ lớn, tại vì sau một phiên uptrend nó sẽ là một cái phiên gì, phiên hồi phục. Ví dụ đầu phiên mới ra tuần sau, những con này mà nó mở tín hiệu về gặp đau á, xác suất nó rút chân hồi phục là cực kỳ cao, và cái nhịp hồi phục lại, một phiên hồi phục lại sau phiên uptrend chính là điểm cho anh chị mình bán. Mình sẽ không phải lỗ quá lớn, mà anh chị mình sẽ lỗ nặng nhất khi nào, khi mà mình mua sau phiên uptrend này thì quá trình phía sau anh chị mình lỗ nó mới nè. Anh chị mình lưu ý á, hãy còn bản chất những con này nó đâm vào những vùng phân phối rồi, hoặc là một số cổ phiếu như tắc xanh anh chị. Này, ví dụ một số cổ phiếu như gì hôm nay không phải mình nói với chị mình về yếu tố rủi ro mà mình đã cập nhật đến chị mình trước trong những video trước. Mình thấy con tắc xanh nè, đây là vùng nó neo lại biên độ lớn, lượng lớn nè. Đấy, quá trình kéo 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 xả anh chị. Ví dụ tới trình phân phối nè, rủ nè, kéo lôi kéo sự đu bám của nhà đầu tư vào nè, và xuất hiện phiên uptrend tiếp theo là đây phiên uptrend anh chị, biên độ lớn, lượng lớn nè. Nhưng mà chị thấy sâu phiên uptrend này nè, có chết không chị? Chắc chắn một điều là không chết. Những chị nó mua đuổi như trên này đi tới ba về thì vẫn có cơ hội cho chị mình sửa sai, là cái điểm hồi phục trở lại thì chị mình cam mình xử lý. Nhưng ai mua sau phiên này là mình chết rất nặng. Mọi người lưu ý á, đó là những cái kịch bản mà mình phải đi đánh giá cho nó kỹ đó. Cho nên trong quá trình mà những cái dữ liệu trong quá khứ em đầu tư thì mình đưa ra một cái yếu tố về thống kê thì nó rất là kỹ. Ví dụ chị thấy nè, với những chị nào mình tham gia với những cổ phiếu như DG hoặc là một số cổ phiếu mà thấy như hút đi anh chị đấy, thì với một số cổ phiếu như hút này á, thường mà anh chị nào mình mua ngay đỉnh á không bao giờ chết đâu, mà thường mình mua sau đỉnh á mới là quá trình mình chết nhất. Ví dụ mua sau đỉnh nè, phiên uptrend anh chị, thì nó vẫn có cái điểm gì hồi phục trở lại để cho anh chị mình xử lý. Nhưng mình phải, nếu như mình không nhận diện được điểm hồi phục trở lại để mình xử lý, mình còn mua thêm á, thì nhịp phía sau mới là cái nhịp mà chị mình chết thẳng nhất. Đấy, đó là những cái nguyên lý anh chị ha. Đó, cho nên mình đánh giá trong tuần sau thì đây những cổ phiếu mà nó sẽ có một cái điểm bull lên trở lại, một số cổ phiếu như rì nè, hoặc là một số cổ phiếu như HAH lên chị, nó bull lên trở lại thì chị mình cam mình xử lý. Đây cũng là một phiên uptrend của những cổ phiếu như HAH nè. Anh chị mình nhìn con HAH này mình thấy giống cái con nào chị, giống đất xanh không? Quá trình nó tạo biên độ nè, đi ngang nè, có lượng lớn nè, nó gãy ra một nhịp nè, sau đó nó cân bằng anh chị, sau đó nó cân bằng nè, trước khi nó lôi kéo nè, sự đu bám của nhà đầu tư nè, và nó tạo cái vùng gì, volume lớn nè, khối lượng lớn nè anh chị. Đây là một cái mô hình phân phối kinh điển của những cổ phiếu trong giai đoạn gần đây. Mọi người lưu ý dù đất xanh nè, thấy tương tự không? Mình đưa một cái bài toán so sánh đi, vận động lớn nè, rủ nè, biên độ lớn, khối lượng lớn nè, cân bằng trở lại trước khi lôi kéo nè, và neo lại vùng giá trên cao, khối lượng lớn nè, dao động lớn, khối lượng lớn là một trong những tín hiệu phân phối anh chị nha. Mọi người lưu ý trước khi xuất hiện uptrend thì với những cổ phiếu HAH này em đánh giá là tuần con này hồi phục lên nó sẽ có một cái điểm mồi lên, vì đây là phiên uptrend này cũng sẽ có điểm hồi lên chị mình cần xử lý. Từ những con này hết kết thúc cái chu kỳ hiện tại thì đôi khi sẽ vào cái chu kỳ mới, nó sẽ không còn lên nữa. Mọi người lưu ý ha, đấy, giờ mình phải nhìn nhận rất kỹ với nhóm cổ phiếu số 1 này. Tại vì sao em nói với chị mình nó là giai đoạn siêu lợi nhuận nhưng mà sẽ tiềm năng không còn lớn, bởi vì sau giai đoạn đỉnh cao nó chính là một giai đoạn gì, vượt sâu. Chị mình lưu ý đây là một khối lượng cực kỳ lớn của cổ phiếu như HAH, thì chị phải đặt câu hỏi ai là những người đang bán ra vùng này đấy, mà nhưng mà giá không tăng anh chị nha, đó là mới là một trạng thái cực kỳ rủi ro đấy. Cho mình ưu tiên mình xử lý với những cổ phiếu như thế này anh chị ha. Đó, thì đó là với nhóm cổ phiếu số 1, nhóm cổ phiếu kênh trên đúng không? Cho nên đâu đó mình thấy cổ phiếu như ANV á, thì em nghĩ nó vẫn còn, con này em nghĩ nó vẫn còn đấy. Còn với những cổ phiếu khác thì đôi khi mình sẽ không ưu tiên. Mình thấy đây mới giai đoạn đầu tiên của HAH thôi, mình thấy tương tự nên anh chị, đây quá trình của HAH nè, ANV đang đoạn này nó thấy nó rủ một nhịp rất mạnh, sau nó cân bằng lại thì nó còn một nhịp ngắn ở trong một cái quá trình tiếp theo đấy. Còn một số cổ phiếu còn lại như HAH hoặc là những cổ phiếu mà đánh giá như gì á, thì anh chị mình sẽ chờ đợi thêm, mình chờ đợi thêm anh chị ha. Đấy, với những cổ phiếu như thế này, tiếp theo là mình sẽ đi đánh giá với anh chị nhà đầu tư mình qua nhóm cổ phiếu số 2, là những cổ phiếu tích lũy lớn đã có dòng tiền và đẩy giá xác nhận chu kỳ tăng, là cái cổ phiếu tiềm năng nhất. Đây gọi là nhóm cổ phiếu tiềm năng nhất và cơ hội lớn nhất vào cái dòng dẫn dắt thị trường trong một cái chu kỳ tiếp theo. Thì đầu tiên mình nói với nhau về nhóm cổ phiếu của dòng dầu khí.
Thì dòng dầu khí một số cổ phiếu mạnh nhất của phía leader là cổ phiếu như BR đã có một phiên xác nhận chu kỳ tăng rồi. Nhưng mình lưu ý đây là phiên xác nhận chu kỳ đẩy giá là gì? Thì bản chất nó chỉnh lại là bình thường. Đấy, tại vì bản chất vùng trên cao không phải là điểm mua, mà những chị nào mua đuổi thì đôi khi trong ngắn hạn mình sẽ lỗ rất nặng. Nên đó là câu nói vì sao em chia sẻ với chị là gì? Đúng người, sai thời điểm vẫn lỗ như thường. Em ngồi lưu ý á, trên với những cổ phiếu dòng dầu khí á, vẫn là những cổ phiếu mạnh nhất trong cái chu kỳ tiếp theo. Và ngày hôm qua là cái phiên nó bắt đầu xuất hiện một cái phiên gì gọi là phiên áp lực chốt lại T cộng. Đấy, thì sau những cái phiên áp lực chốt lại như thế này á, thì mình sẽ lưu ý thường nó phải có một cái nhịp gì nó tái tích lũy lại, nó sẽ tái tích lũy lại đâu đấy khoảng 2 đến 3 tuần trước khi nó có một cái nhịp xác nhận vào một cái pha tăng tiếp theo. Và pha tăng tiếp theo chính là một cái đoạn gì sóng chính đó chị, đây chỉ là một đèn lấy đà thôi, nhưng lưu ý đây là nhịp lấy đà thôi đó. Và đoạn tiếp theo mới là cơ hội đầu tư, một cơ hội kiếm lợi lớn nhất. Cho nên những chị nào mình chưa tham gia được mà đã chia sẻ rất kỹ, anh chị mình nên chờ đợi. Còn những chị nào mình chiến lược dài thì mình cứ yên tâm mình cầm, ví dụ như room hệ thống ngân bên em đi, mình cũng đánh giá rất kỹ với chị mình về những chiến lược của nhóm cổ phiếu của dòng dầu khí này, đúng không? Đấy, ví dụ mình cùng nhìn lại cho một cái ngày hôm trước đó gì, mình cũng đưa ra cho chị một chiến lược đầu tư trong một cái ngày ngày 9 tháng 6 ra. Ví dụ với nhóm cổ phiếu của dòng dầu khí ngắn hạn, nhịp tạo đà tăng từ 70 tăng từ 50 đến 70% từ điểm pivot của room mình tham gia, cổ phiếu BR này, cổ phiếu gas này, cổ phiếu BVS, thì nó sẽ bắt đầu cái áp lực hạ nhiệt trở lại và tái tích lũy chờ cho một cái nhịp sóng chính. Em sẽ hướng dẫn điểm đánh lớn dành cho mọi người với một cái dòng dẫn dắt chu kỳ tiếp theo. Cho nên trong ngắn hạn, anh chị nào mà mình ngại cái quá trình biến động tái tích lũy, quá trình rung lắc, một quá trình điều chỉnh á, thì mình phải chủ động chốt lúc túi 1/2. Còn anh chị nào chiến lược dài thì mình vẫn cứ hold. Đấy, đó là cái chiến lược mình đưa ra rõ ràng, chứ mình không tham gia những cổ phiếu này vùng giá trên cao, mà ngược lại mình sẽ cầm những quá trình mình chờ cơ hội để mình tham gia một cái chu kỳ mới. Người lưu ý ha. Đấy, thì đây những cổ phiếu rất mạnh thôi, vì mình cũng không phải đánh giá quá rủi ro đâu chị, áp lực chốt lại lớn là việc bình thường, tại vì nó cũng đã kéo một cái lượng cung nhà đầu tư có lãi từ vùng dưới đi lên nè. Em gọi đây là lượng cung gì? Lượng cung tiềm ăn, lượng cung tiềm năng cái gì, lượng cung hiện hữu nè, thì nhà đầu tư mình có lãi quay qua chốt lãi là việc rất bình thường. Đấy, mọi người lưu ý ha. Cho những con cổ phiếu như thế này á, anh chị nó mua đuổi mà em nói rồi, dòng dầu khí mà mua đuổi á, nó chỉnh lại chỉnh rất mạnh đó chị nha, nó chỉnh rất là khốc liệt đấy, nó chỉnh rất là rác. Nhưng lưu ý cũng tương tự đây nè, mình nhìn lại một số cái biên độ vận động anh chị, mình thấy ví dụ đây tương tự không? Đây là quá trình nè, quá trình cổ phiếu tích lũy nè, nó kéo một cái nhịp mà nó vượt đỉnh nè. Anh chị nào FOMO mua đuổi vào á, cái nhịp nó chỉnh trong ngắn hạn là cực kỳ rủi ro. Trong quá trình ngắn hạn những dòng cổ phiếu dầu khí nó thể chỉnh 15 đến 20% là việc bình thường anh chị, nhưng sau quá trình điều chỉnh nó cân bằng trở lại thì đó là một điểm mua cho anh chị mình đánh một cái pha mới. Mọi người lưu ý á, đó là cái bản chất của dòng, bản chất của ngành. Hoặc là mình quay trở lại với một số cổ phiếu như BVS đi, anh chị mình thấy một cái câu chuyện cũng sẽ tương tự đúng không? Đấy, với một số cổ phiếu như BVS nè, mình sẽ nhìn nhận lại với những quá trình cổ phiếu vận động anh chị thấy không? Những quá trình tăng lên đó thì nó sẽ hay có những quá trình gì, những nhịp rũ nè, chị thấy những nhịp rũ tương đối mạnh đó, mà chị đó khi mình cần mua đuổi vào á thì mình sẽ bị kẹp hàng. Mà khi mình bị kẹp hàng á, mình sẽ mất đi những cái chi phí cơ hội để mình tham gia trong một cái nhịp tiếp theo. Đấy, mình lưu ý á, tại vì xong nhịp rũ, nhịp điều chỉnh cân bằng lại xuất hiện dòng tiền thì đó là điểm mua. Đấy, cho nên em mình chỉ nhìn nhận những góc độ cổ phiếu này chỉ là cơ hội thôi, còn quá trình vừa rồi mình chỉ đưa ra những góc nhìn về cảnh báo để cho chị quản trị cho mình cái tâm lý nó tốt nhất. Đấy, một số cổ phiếu như BR này thì nó phải cần quá trình, nó phải gọi là nó sẽ tái tích lũy lại. Đấy, còn là một số cổ phiếu như gas như chị khác cũng tương tự thôi, nó cũng đã có những phiên kích hoạt một cái chu kỳ tăng rồi, thì quá trình cổ phiếu nó biến động, nó quay về, nó điều chỉnh, nó giảm điểm là việc rất bình thường. Chúng ta những cổ phiếu điều dầu khí điều chỉnh đó, thì nó trong cái tầm soát, trong cái kịch bản mà chúng ta đề ra. Đấy, cho nên thường những cổ phiếu này phải tạo quá trình tái tích lũy lại, tạo quá trình nó quay về thế tỉnh là bình thường anh chị nha, nó cần tái tích lũy lại kỳ cung đi, thì đó chính là cơ hội mua lớn dành cho tất cả anh chị mình. Mình sẽ nhìn lại một số cái cổ phiếu trong quá khứ đến gì, thì mình thấy một số cổ phiếu, ví dụ mình thấy cái nhịp mà nó tạo đài, cổ phiếu như Hoa Sen nè, của giai đoạn của năm nào anh chị, của năm 2020 đi, mình thấy đây là một cái nhịp mà nó tích lũy lớn anh chị, một nhịp tích lũy lớn nè. Đấy, và nó có một cái nhịp tạo đà, một nhịp đây là một nhịp tạo đà lấy đà rất lớn, một cái nhịp tạo đà, một cái nhịp mà tạo tiền đề, con nào mà chạy càng mạnh á thì trong một cái chu kỳ tiếp theo á, nó thường là những cổ phiếu mạnh nhất, là những cổ phiếu dẫn dắt. Thấy đây là một cái tạo đà rất mạnh, và sau nó phải tái tích lũy lại chứ, tái tích lũy lại để làm gì, để cho nhà đầu tư nào có lãi phần dưới nè, mình cầm cổ phiếu nè, mình có lãi mình bán ra bớt đi, áp lực bán nè, quá trình điều chỉnh nè, mình chốt lãi ra bớt đi. Đấy, thì sau đó mới bước vào một cái pha tăng mới được. Thì chị mình lưu ý á, trên lúc nào cũng thế, cho nên nói chị mình á, ai chưa mua được thì đừng có vội vàng, cứ bình tĩnh, cơ hội luôn luôn hiện hữu, quan trọng mình có đủ nền tảng kiến thức để mình đi nhận diện những cơ hội đầu tư này hay không. Mọi người lưu ý, cho nên trong room khách hàng bên em thì mình vẫn chiến lược là mình cho chị mình cầm nắm trở lại với những dòng cổ phiếu như thế này. Mình chỉ ưu tiên chị mình là gì, gas nè, BR nè, cổ phiếu như BVS, còn một số cổ phiếu còn lại dòng dầu khí như BVT hoặc là BVD, hoặc là những cổ phiếu mà mình thấy như là diện chị như là con ấu ấy, thì đây những cổ phiếu yếu thì mình sẽ không ưu tiên. Đấy, mình canh con nào, chị mình lưu ý những cổ phiếu nào trong một nhịp lấy đà mà nó về vùng đỉnh cũ nhanh nhất
thì đó chính là những cổ phiếu mạnh, đó là những cổ phiếu kênh trên. Tại vì để mà nó có xung lực về được vùng đỉnh cũ á, thì bản chất nó phải có dòng tiền. Dòng tiền đây, dòng tiền của tổ chức nên gì, họ đổ tiền vào đánh cổ phiếu nè, thì làm sao họ phân phối ra hết ngay trong được một phiên. Người lưu ý á, đó bản chất không bao giờ có. Đấy, nếu như những cổ phiếu này nó có một trường hợp như vậy, một trường hợp mình sẽ bán cổ phiếu khi nào, khi mà nó quay về nó test lại mà nó không thành công, nó xuất hiện uptrend phía sau, cái volume khoảng 50 triệu cổ phiếu, đó là điểm bán. Mọi người lưu ý á, đó là cái kịch bản tiêu cực nhất. Còn bản chất một kịch bản tích cực, nó sẽ tạo biên độ tái tích lũy lại, là mở ra cơ hội mua phía sau với những điểm gì, xét nghiệm dòng tiền mới. Mọi người lưu ý đấy, cho nên em sẽ không ưu tiên với chị mình về những cổ phiếu yếu như là OI hoặc là BVD, mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu mạnh thôi. Tại vì dòng vốn mình có hạn thì mình tập trung mình đánh vào những con mạnh nhất, BR, CAS và những cổ phiếu như BVD. Còn phiên sàn này là phiên bình thường, em không phải quá lo lắng. Tại vì điểm mua của mình là ở đâu thì sẽ quyết định trong cái điểm bán. Anh chị nào mua đuổi vùng giá trên cao 132 thì bản chất là gì? Điểm mua sai thì rất dễ vi phạm vào những điểm cắt lỗ. Còn mình có những điểm mua đúng á chị, thì mình yên tâm cho việc mình cầm nắm. Mọi người lưu ý ha, những cổ phiếu như BR cũng tương tự như thế, hoặc những cổ phiếu như BVS cũng tương tự như thế. Vùng giá vốn của mình quanh vùng giá 22, 23 thì mình yên tâm mình cầm. Mọi người lưu ý ha, còn ai mua đuổi vùng giá 32 rất dễ vi phạm với những điểm cắt lỗ thì phải chờ cơ hội mới. Dòng cổ phiếu tiếp theo chính là dòng cổ phiếu của dòng bán lẻ gì. Với bản chất của dòng bán lẻ này á, một số cổ phiếu mà mạnh nhất á là một cổ phiếu như FPT. Bản chất mình sẽ thấy rất rõ, đây là nền tảng tích lũy gì? Đây là quá trình tích lũy cổ phiếu đó. Kết quả chu kỳ tăng, đây quá trình cái ngoài chu kỳ tăng gì, phiên bùng nổ này. Đấy, thì bản chất đã vào chu kỳ tăng rồi, và những cổ phiếu là khi mà nó càng lên cao nó sẽ gặp lại vùng kháng cự, thì nó thường có một quá trình nó điều chỉnh chị. Cho nên những cổ phiếu này thị trường chung mà giảm á, thì nó sẽ có những biến động điều chỉnh là việc bình thường. Tại vì nó cũng đã tăng từ biên độ dưới đi lên, với một cổ phiếu blue chip, một cổ phiếu trụ á, thì nó tăng được khoảng 25 đến 30% là tương đối nhiều anh chị nha. Đấy, trên những cổ phiếu này nó giảm á, nó sẽ tạo một cái form mô hình gì, cốc tay cầm đúng không, đó thì sẽ khá đạt và cái form kịch bản mà em hướng dẫn cho anh chị mình. Cho hôm qua cũng phải là phiên bán tháo gì đâu, với những cổ phiếu như là FPT, cho anh chị mình chờ quá trình nó tạo biên độ cân bằng lại. Khi nào cân bằng lại, khi nào ok, em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình những điểm mua mới. Nhưng quan trọng nhất trong tuần vừa rồi, anh chị mình không mua đuổi vào những cổ phiếu này vùng giá trên cao, thì đó là cái điểm thành công của chị, là điểm thành công rồi. Đấy, còn là một số cổ phiếu như MWG cũng tương tự như thế anh chị ha. Đây là những cổ phiếu sẽ dẫn dắt cho một cái chu kỳ tiếp theo, những cổ phiếu nền tảng tích lũy lớn nè, dòng tiền vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu nè, nó lên nó gặp kháng cự nó điều chỉnh là bình thường. Người lưu ý á, kháng cự là vùng sẽ kìm hãm sự tăng giá cổ phiếu. Cho nên sau này á, anh chị mình tham gia vào những buổi đào tạo của em á, mình sẽ đánh giá với chị mình vì sao mình lại ưu tiên nhóm cổ phiếu số 2 và nhóm cổ phiếu số 3. Nhưng điểm mua trong ngắn hạn mình phải chọn lọc cho nó kỹ, đúng người nhưng mà sai thời điểm thì mình vẫn lỗ. Mọi người lưu ý ha. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu mà anh chị mình cũng đi nhìn nhận qua, như những cổ phiếu như là Binz đi. Binz con này nó cũng tăng nóng, nó quay về nó chỉnh là bình thường anh chị, thì đây gọi là pha gì, pha BU nè, pha test đỉnh anh chị. Đấy, thì phải chờ quá trình nó tái cái tích lũy lại, nó phải tạo biên độ cân bằng trở lại thì sẽ ok anh chị ha. Đấy, thì tùy vận động trong phiên ở trong tuần sau mình sẽ đi đề cập và mình hướng dẫn với chị mình với những cái cơ hội đầu tư mình sẽ đi chọn lọc. Tại vì tùy vận động trong phiên mình mới biết được hành vi của tổ chức họ đang vận động như thế nào. Đấy, thì đó là với nhóm cổ phiếu số 2. Nhóm cổ phiếu số 2 là nhóm cổ phiếu tích lũy lớn, dòng tiền đẩy giá, tiềm năng cho cơ hội lớn. Nhóm cổ phiếu số 3 là nhóm cổ phiếu đang có tích lũy lớn nhưng nó vẫn đang là những cổ phiếu từ kênh dưới đi lên trở lại, thì đó chính là dòng cổ phiếu thứ nhất là mình thấy với dòng cổ phiếu ngân hàng đúng không. Đấy, thì trong cái tuần vừa rồi một số anh chị nào mà mình tìm kiếm cơ hội đầu tư ở dòng ngân hàng đi, ví dụ trong mấy thằng bên em đi, em cũng chia sẻ với mọi người rất rõ này về cái điểm mà mình canh, mình có gọi là điểm mà mình lấy thêm á với cổ phiếu như MB ấy, khi mà mình đánh giá gì dù cổ phiếu như MB nè, vào lúc khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 6 á chị, dù hiện tại đánh giá chị mình là mọi người ai mà muốn mua ấy, thì mình chỉ canh mua cổ phiếu của MB thôi, và cổ phiếu của dòng ngân hàng này ở những cổ phiếu cân bằng đáy nè, vùng mua là quanh 273 275, thứ hai hàng về cũng quanh quanh vùng giá vốn á chị, chỉ ít là điểm mua nó an toàn, không không làm cho tài sản anh chị mình nó lỗ nặng hay thay vì mua đổi vào cổ phiếu kênh trên đúng không. Đó, cho anh chị mình lưu ý hiện tại đa phần nhà đầu tư đều hướng góc nhìn về nhóm cổ phiếu mạnh trong nhịp vừa rồi, khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng thì nó chắc cơ hội sẽ không còn lớn. Cho nên cơ hội ngắn hạn ưu tiên với chị mình ở nhóm ngân hàng nhiều hơn là việc là mình đuổi giá với ông dầu khí. Người lưu ý á, tại cho một số cổ phiếu dòng ngân hàng như MB á, là những cổ phiếu tích lũy lớn, đây là một cái chu kỳ tích lũy lớn của MB anh chị nha. Đấy, và những cổ phiếu ngân hàng thì chắc câu chuyện nó vẫn còn, khi mà mình đánh giá hôm qua cái biểu đồ mà em chia sẻ với mọi người chính là vòng quay tín dụng nó tăng á. Đấy, thì những cổ phiếu này cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy, khi bắt đầu câu chuyện mình nói rum và câu chuyện về tăng quy mô vốn phát hành cổ tức, đấy, để tăng quy mô vốn tăng trưởng tín dụng trở lại thì nó vẫn còn câu chuyện hiện hữu. Bản chất mình thấy đây vẫn là xuống tăng cổ phiếu chị, bản chất đã phát triển một xuống tăng rồi, chú quá trình điểm buy vote nè, rủ kỳ cung nè, điểm dòng tiền tiếp theo vào nè, thì những quá trình nó gặp thị trường nó không thuận lợi như ngày hôm qua thì nó vẫn gì áp lực hiệu ứng chung là bình thường. Dòng ngân hàng chỉ giảm điểm theo hiệu ứng chung, chứ bản chất đây không phải là một dòng gặp áp lực bán tháo. Cho nên một số chị nào mình cầm dòng ngân hàng á thì mình cứ yên tâm, chứ mình lưu ý á, đấy, cho nên đôi khi mà trong một quá trình thị trường nó điều chỉnh xong đi hoặc nó cân bằng trở lại đi, một cái nhịp mà khăn cá anh chị, một cái khăn cá của thị trường á, mà mình thấy bất ngờ dòng ngân hàng lại được chọn mà xuất hiện dòng tiền á,
Thì đó là cái điểm mà mình sẽ tham gia tiếp theo với cổ phiếu của MB. Mọi người lưu ý ví dụ sau điểm này biến động thị trường nó kịch cung tiếp và điểm một điểm nổi dòng tiền tiếp theo rất mạnh thì đó còn là điểm mua. Tại cho nên cái cơ hội dòng tiền trên thị trường nó luân chuyển liên tục và anh chị phải có cho một cái chiến lược dòng tiền đi vào là mình tham gia ngay. Tại vì sao mà chị thấy dòng ngân hàng trong phiên ngày qua nó không điều chỉnh lớn? Tại vì bản chất á, vùng này là vùng mà tổ chức họ đã kiểm tra cung cầu rất kỹ anh chị. Vùng tổ chức họ kiểm tra cung cầu kỳ cung mà cho thấy lượng cung không còn nhiều là áp lực bán sẽ không còn lớn. Trên tổ chức họ kiểm tra kỳ cung thì nó xuất hiện điểm gì? Điểm pivot, điểm dòng tiền hướng lên anh chị. Đấy. Thì những quá trình thị trường chung nó không thuận lợi thì bản chất tôi cũng không còn những lượng hàng quá lớn để mà nhào tư bán ra. Mọi người lưu ý nha. Đấy, trên với những cổ phiếu ngân hàng thì đâu đó mình cũng cảm thấy là mình nắm giữ trong phiên ngày qua đâu đó nó cũng ổn hơn, nó ổn hơn rất là nhiều so với việc mình đi mua đuổi vào những cổ phiếu nằm cùng giá trên cao đúng không? Đấy, cho chị mình lưu ý đó là yếu tố mà tổ chức còn đặt kiểm tra kỳ cung là khá kỹ lưỡng đó. Cho mình chờ đợi thêm với dòng cổ phiếu MB đó, bản chất này nó vẫn khá là tốt và giá MB là một cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng nếu như chị mình chọn lọc cơ hội đầu tư. Và trong là mình đang nắm tỷ trọng khá là nhiều với cổ phiếu MB nếu như mình đối chiếu với dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu như VB đấy chị cũng tương tự đó chị. Ví dụ đây là một quá trình phát triển xu hướng tăng này. Những con từ kênh dưới đi lên á, tăng rũ và liên tục. Cho nên việc anh chị mình chọn lọc những cái cơ hội đầu tư thì mình ưu tiên mình tránh mua đuổi những cổ phiếu khác, mình chọn lọc với cổ phiếu này sau quá trình test kỳ cung nè. Thì đó chính là gì? Đó chính là điểm mua anh chị. Mọi người lưu ý á, ví dụ ngày hôm qua quá trình nó chỉnh lại thì đây không phải là một cái phiên bán tháo, một phiên điều chỉnh theo hiệu ứng chung, theo cái hiệu ứng chung của thị trường. À thị trường chỉnh thì cổ phiếu của tôi chỉnh. Đấy mình lưu ý á, còn bản chất những con này vẫn là nền tảng tích lũy lớn. Đấy, hay một số cổ phiếu như STB đi. STB thì đây là cái quá trình gì gì quá trình cao bằng ba đáy là nhưng mà nó gặp lại vùng kháng cự ngắn hạn là quanh những vùng mà 23 chứ thì bản chất nó gặp lại vùng kháng cự ngắn hạn và nó kết hợp theo yếu tố thị trường chung không có thuận lợi thì bản chất cổ phiếu nó cũng hạ nhiệt trở lại. Nhưng những con này không phải là một cái cổ phiếu bị bán, thậm chí đây là một trong những cổ phiếu nó vẫn duy trì sắc xanh khá tốt trong xuyên suốt trong phiên, cho nên chị mình cứ yên tâm mình cầm nắm lại với những cổ phiếu như thế này anh chị ha. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu mà mình thấy như Techcom đi. Techcom là một cổ phiếu nó còn đi ngược lại với thị trường mà nó còn đóng cửa xanh giá mà anh chị. Nhưng mình lưu ý á, những con này mặc dù mình thấy đây là cái điểm gì, điểm dòng tiền ngắn hạn vào khảo khỏe nè với những cổ phiếu Techcombank thì mình cứ yên tâm mình cầm thôi, mình lưu ý ha. Đấy, thì đó là những gì mình đi đánh giá với tất cả anh chị mình về nhóm cổ phiếu ngân hàng, cũng là một nhóm cổ phiếu mà mình vẫn luôn luôn mình chiến lược. Ví dụ Rheinmetall hàng bên em đi, mình chia sẻ với chị mình nhiều rồi đúng không, em nghĩ chị mình cũng biết. Đấy thì Rheinmetall hàng bên mình là mình chiến lược anh chị, mình chiến lược ba dòng thôi. Thứ nhất là dòng dầu khí, thứ hai là dòng ngân hàng, thứ ba là dòng cổ phiếu dòng bán lẻ, thứ tư thì có một số cổ phiếu riêng lẻ như TNG hoặc là có cổ phiếu như bâu ấy, như bâu mình cũng chốt lại tay cộng thì mình sẽ ưu tiên với cổ phiếu như TNG. Đấy, TNG chị mình thấy bản chất xu hướng là nền tảng tích lũy lớn nè, đây quá trình nền tảng tích lũy lớn nè đó, quá trình spring của cổ phiếu anh chị, sau đó có điểm dòng tiền đi vào nè. Thì những cổ phiếu này mình thấy là thị trường chung biến động, dòng cổ phiếu biến động thì nó giảm là việc bình thường, nó cũng đã tăng quá là nhiều từ quay lần trước anh chị ha. Đấy, tăng bao nhiêu chị thấy không, tăng khoảng 40-50% thuộc vùng đáy đi lên rồi, cho nên chị mình cứ chọn lọc mua đúng điểm thì mình cứ yên tâm mình cầm nắm trở lại. Một cái phiên điều chỉnh trở lại thì nó sẽ gặp lại những vùng hỗ trợ quanh vùng phía dưới nè, thì nếu như mà nó tích lũy tiếp, nó cân bằng trở lại quanh vùng giá 30 ấy, thì đó chính là một cơ hội mua mới. Còn bản chất mình sẽ không bao giờ mình hướng dẫn anh chị mình những điểm mua đuổi khi cổ phiếu nó neo lại trên cao. Mọi người lưu ý ha. Đấy, hôm qua nó bắt đầu xuất hiện một cái phiên gì phiên chốt lại chung với các dòng cổ phiếu à, thì đó là phiên bình thường đó, không phải là phiên gì quá rủi ro. Trên những cổ phiếu này em vẫn yên tâm cho anh chị mình cầm nắm trở lại và nó có quy về một cái quy một cái đặc điểm là gì, điểm mua sẽ quyết định nó một cái điểm bán. Đấy, chị mua sai thì tuân thủ cái điểm cắt lỗ, còn chị mua đúng điểm thì mình cứ cầm nắm trở lại. Đấy, đó là những gì mà mình chia sẻ với tất cả những chị nhà tôi mình ha. Hoặc là một số cổ phiếu dùng ngân hàng còn lại đi, mình thấy cổ phiếu nhắc đi bán cái gì nó vẫn được neo giữ vùng giá là khá tốt đúng không, nhưng cái này nó gặp áp lực bán gì đâu. Đấy, chị mình lưu ý ha. Tiếp theo là mình sẽ nhìn qua với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán cái gì. Một số dòng cổ phiếu chứng khoán thì bản chất nó vẫn trong một cái biên độ gọi là biên độ cân bằng đáy đó. Một số cổ phiếu như VND cũng tương tự cái gì, vẫn trong biên độ cân bằng đáy nè. Hoặc là một số cổ phiếu như là SSI nè, nó vẫn trong cái vùng biên độ cân bằng đáy. Thì anh chị mình cứ chờ đợi. Bản chất anh chị mình nắm lại những cổ phiếu chứng khoán trong tuần trước đi thì nó cũng là thành công. Tại vì mình nắm lại những cổ phiếu này thì mình sẽ không mua đổi vào những cổ phiếu vùng giá trên cao như là VHC, như là ANV, như là RI thì mình sẽ không gặp vào tình trạng lỗ kép. Nhưng này em qua nó cũng chỉnh tương đối bình thường cái gì. Đấy. Trong khi đó mình mua đổi những cổ phiếu khác, mình cắt lỗ những cổ phiếu kênh yếu kênh dưới ra mà lại mua vào những cổ phiếu kia thì mình bị lỗ kép thì nó còn nặng nề hơn là nhiều đúng không. Đấy, hoặc là một số cổ phiếu mình cũng đi đánh giá với anh chị mình qua dòng cổ phiếu nào gì, qua dòng cổ phiếu của dòng bất động sản đi. Thì dòng này là em không ưu tiên cho một cái chu kỳ tiếp theo. Nếu mình xét về góc độ chu kỳ thì những cổ phiếu của dòng bất động sản á, nó là có quá trình gọi là quá trình phân phối đỉnh ở trong diện trước đó gì, nó có những quá trình rút rồi. Trên thường trong ngắn hạn thì mình cũng sẽ nếu như có cơ hội thì ưu tiên mình đánh tay cộng thôi, mình đánh ngắn thôi chứ mình sẽ không đánh dài với những cổ phiếu như thế này anh chị ha. Nó vẫn đang trong quá trình nó tạo biên độ cân bằng đáy nè, nó tái tích lũy nè, thì mình cũng chưa biết nó tái tích lũy đến bao giờ. Đấy, thì mình cũng phải chờ thêm với những cổ phiếu này. Nhưng nếu như mà có tiền mình chọn lòng mình mua thì mình sẽ không ưu tiên anh chị mình với những cổ phiếu của dòng bất động sản. Đấy, hoặc là mình quay trở lại với một số cổ phiếu dòng là gì, dòng thép đi.
thì mình thấy một số cổ phiếu dòng thép, ví dụ mình thấy như Hòa Phát đó chị, thì bản chất nó đang tạo cái biên độ cân bằng đấy, cho nên nó đâu có còn những biên độ giảm đâu, lượng cung bây giờ nó không phải quá lớn đâu, nên cổ phiếu này hôm qua mình thấy vẫn giữ giá tốt đúng không? Đấy, hoặc là một số cổ phiếu như Hoa Sen này, Hoa Sen đây là cái vùng cổ phiếu đang tạo biên độ cân bằng đáy nữa đó, thì mình cũng chờ đợi lại, mình yên tâm hơn khá là nhiều so với việc mình mua đổi những cổ phiếu kia đúng không? Đấy, nhưng cổ phiếu này thì mình cứ chờ thêm, những cổ phiếu mà mình thấy với dòng đạm đi, thì đây là một cái dòng mà em giác mức độ rủi ro là cực kỳ cao, đây là vùng biên độ dòng lớn là khối lượng lớn đó chị, thì em nhìn nhận đây là những góc độ về rủi ro chứ không phải là cơ hội đầu tư. Thì mình lưu ý là có những dòng cổ phiếu mà nó sẽ không còn lên lại nữa sau một cái sự biến động hiện tại, sau một cái phiên áp lực bán lớn ngày hôm qua, trên thường những cổ phiếu này ưu tiên anh chị mình có hàng mình chặn lại, mình rút tiền vào túi hơn là việc mình cầm mình gom thêm anh chị nha. Đấy, ví dụ như đối với thằng bên em đi, cho một cái chu kỳ tiếp theo sau một cái giai đoạn mà thị trường rung lắc biến động, thì trong phiên mới ngay mình sẽ quan sát rất kỹ về vận động trong đầu phiên, nếu vận động có lượng thấp thì nó cực kỳ an toàn trong điểm rút chân trở lại đấy. Và nếu như cơ hội mình sẵn sàng ở đây á, là mình đi đánh giá với chị mình trong phiên giao dịch những cổ phiếu nào mà đỡ giá tốt, những cổ phiếu nào mà có yếu tố cân bằng tốt, thì mình sẽ ưu tiên cho chị mình trong một cái chiến lược lớn. Thì thường mình sẽ nhắc lại là mình sẽ ưu tiên anh chị mình cái chiến lược tham gia một cơ hội đầu tư mới ở nhóm cổ phiếu số 2 và nhóm cổ phiếu số 3. Nhóm cổ phiếu số 2 là nhóm cổ phiếu nào thì đã cập nhật lên chị mình trong video rồi, nhóm cổ phiếu số 3 là nhóm cổ phiếu nào cũng đã cập nhật lên chị mình trong video rồi, bây giờ chỉ là gì, mình chờ thời điểm nó phù hợp, nó đạt về điểm mua thì mình sẽ hướng dẫn cho chị mình thêm. Còn với những cổ phiếu mà chốt lãi tới cộng thì anh chị mình phải mình chủ động mình rút tiền vào túi đấy, những cổ phiếu nào đạt vùng target thì mình phải mình chủ động, những cổ phiếu nào chưa đạt target thì mình có thể là mình chờ thêm. Còn với thị trường chung thì đánh giá đây không phải là một cái phiên quá rủi ro của thị trường đấy, người lưu ý ha. Thì cái buổi video ngày hôm nay thì cũng đến đây, thì một số cái yếu tố mà anh chị muốn đồng hành cùng em tại hệ thống khách hàng VIP thì mình có thể liên hệ với em qua số Zalo 0974 046220 hoặc là với bạn trợ lý bên em là bạn Thái Anh 0945 866 915. Thì anh chị mình xem video, mình có thể là mình ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều.